Chủ đề thứ ba của chúng ta là chủ đề nhà trường và gia đình. Và bài số 7 đó là bài đề tài ngày nhà giáo Việt Nam. Thì thầy cô là những người đã chỉ dạy và dìu dắt chúng ta trên con đường học vấn, giúp chúng ta có được những chìa khóa để mở cửa tri thức trong cuộc sống, vun đắp cho chúng ta những ước mơ về tương lai tốt đẹp cho các em sau này. Và hôm nay, để thể hiện được tình cảm của mình một cách chân thành và thiết thực nhất đối với thầy cô, thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những cái nội dung cũng như là các bước vẽ tranh để có thể vẽ được một bức tranh đầy cảm xúc, đầy yêu thương gửi đến quý thầy cô nhé. Ở phần nội dung, chúng ta có phần quan sát nhận xét, các bước vẽ và phần thực hành của các em. Ở phần quan sát nhận xét, cô mời các em cùng tham khảo một số những hình ảnh cô sưu tầm về các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam. Chúng ta ghi nhớ những cái hình ảnh này thể hiện thầy cô đang làm gì ha, để lát nữa chúng ta sẽ note lại và chúng ta sẽ có những cái câu trả lời để chúng ta, cho cái phần câu hỏi của cô. Đây là một số những cái hình ảnh về các hoạt động diễn ra ở trong ngày 20 tháng 11 mà cô đã sưu tầm được. Qua hình ảnh vừa xem, các em hãy nêu cho cô những hoạt động nào chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam mà mấy em biết qua phần quan sát, nhận xét. Để vẽ được tranh có bố cục, màu sắc, đường nét hài hòa, chúng ta sẽ cùng nhắc lại các bước vẽ tranh. Nãy giờ chúng ta đã tìm những cái nội dung hoạt động những ngày trong những ngày kỷ niệm thầy cô, thì mỗi bạn chúng ta sẽ tự lựa chọn một nội dung mà mình yêu thích nhất để chúng ta vẽ. Chúng ta có thể vẽ về chúc mừng thầy cô giáo, tặng lời chúc, tặng hoa, hoặc là vẽ chân dung thầy cô, hoặc là vẽ tiết dạy của thầy cô, hoặc là về thăm thầy cô cũ, vân vân và vân vân. Tùy theo ý thích mà chúng ta sẽ cùng lựa chọn một nội dung mà mình yêu thích nhất. Phần bố cục tranh là phần chúng ta sẽ bố cục mảng chính, mảng phụ sao cho hợp lý, hài hòa trong tranh. Tiếp theo sẽ là phần chúng ta lựa chọn hình ảnh để đưa vào bố cục mà chúng ta đã chia, làm sao cho hình dáng của người, của cảnh hài hòa, không tách biệt với nhau. Cuối cùng là phần chúng ta thể hiện màu sắc. Đây là 4 bước trong vẽ tranh đề tài. Các em lưu ý để chúng ta có thể ghi bài. Chúng ta sẽ cùng tham khảo một số những cái bố cục tốt mà cô đã gợi ý bên dưới. Đây là một số những cái bố cục vẽ về thầy cô giáo, làm cho cái tranh của chúng ta có bố cục rõ ràng, hoạt động được diễn ra ở đâu. Bên cạnh đó, cô cũng nhờ các em chúng ta cùng tham khảo một số những cái tranh vẽ của các bạn học sinh vẫn còn đâu đó những cái khiếm khuyết, những cái sai sót khi chúng ta vẽ tranh để chúng ta nên tránh.
Thì ở đây yêu cầu các bạn chúng ta nhận xét bố cục, đường nét, màu sắc của các tranh sau đây để chúng ta gọi là rút kinh nghiệm khi chúng ta vẽ tranh đề tài. Thì qua phần quan sát và hướng dẫn cách vẽ sẽ là phần thực hành bài tập như sau. Các em sẽ lựa chọn một trong những nội dung mà mình đã tham khảo, đã xem và yêu thích nhất để chúng ta có thể vẽ tranh đề tài chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam trên giấy A4. Để giúp các em có thêm nhiều ý tưởng khi vẽ tranh, cô mời các em chúng ta cùng tham khảo một số những cái tranh mà cô đã được sưu tầm để chúng ta có ý tưởng về bố cục, về đường nét và về màu sắc. Và phần kết thúc bài sẽ là phần hướng dẫn về nhà. Các em hoàn thành cho cô bài ghi, chuẩn bị trước cho cô bài đề tài gia đình. Dụng cụ chuẩn bị vẫn là tập ghi bài, sách giáo khoa, giấy vẽ A4 và bút chì. Bài học hôm nay của chúng ta tới đây kết thúc rồi. Chúc các em vẽ được tranh theo ý thích và nhiều cảm xúc của riêng mình để làm món quà tặng cho thầy cô nhân ngày 20 tháng 11 sắp tới nhé. Thân ái chào các em.